Tử Cấm Thành của Việt Nam và Tử Cấm Thành ở Trung Quốc khác nhau như thế nào? Nếu so sánh về mặt diện tích, quy mô thì ra làm sao? Và vì sao Việt Nam không xây dựng những công trình khổng lồ thời phong kiến giống như Trung Quốc? Trước hết thì tại sao Việt Nam và Trung Quốc đều có Tử Cấm Thành? Tử Cấm Thành là một từ ở trong tiếng Hán, trong đó tử có nghĩa là màu tím. Chứ tử không phải là con và tử cũng không phải là cái chết. Màu tím thì tượng trưng cho sự cao quý của hoàng đế. Chữ tử này lấy từ Tử Vi Viên, một chòm sao trong thiên văn học, tượng trưng cho nơi ở của thiên đế. Cấm có nghĩa là cấm đoán, biểu hiện của sự cấm vào đối với những người không có quyền, mà cụ thể là dân thường. Và thành ở đây được hiểu là thành quách hay là thành trì. Như vậy, Tử Cấm Thành có nghĩa là một khu vực cấm địa của vua, chỉ dành cho vua, cho hoàng đế và gia đình, nơi người ngoài không được phép vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Việt Nam ở trong nhiều thế kỷ thì đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là trong thời kỳ phong kiến. Việc xây dựng cung điện và thiết lập hệ thống cai trị có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Điều này bao gồm cả cách phân chia khu vực và đặt tên cho các khu vực quan trọng ở kinh thành. Tử Cấm Thành ở cả Trung Quốc và Việt Nam đều là nơi ở của vua và gia đình hoàng gia, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của triều đình. Đây là một khu vực tôn kính được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi những người không thuộc về hoàng tộc hoặc không có nhiệm vụ ở đây thì không được vào. Chức năng cấm thành này là điểm chung để đảm bảo sự an toàn và sự uy nghiêm của vua. Tử Cấm Thành ở Trung Quốc thì được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, gồm có 980 tòa nhà và được cho là có tổng cộng 9.999 gian phòng. Nó được xây dựng dưới thời nhà Minh. Như vậy là quá trình xây dựng Tử Cấm Thành mất đến 14 năm và quá trình này huy động tới hơn 1 triệu nhân công. Vật liệu được sử dụng bao gồm toàn bộ gỗ quý Trinh Nam từ các khu rừng phía Tây Nam của Trung Quốc, đá cẩm thạch từ các mỏ đá gần Bắc Kinh. Những đại điện lớn thì được lát nền bằng gạch vàng, đây là loại gạch nung đặc biệt của Tô Châu. Sau khi xây xong, nó trở thành nơi ở của 24 vị hoàng đế từ triều nhà Minh cho đến triều nhà Thanh. Nhiều người cứ thắc mắc tại sao không phải là một con số khác lớn hơn 24 vị hoàng đế, thì có lẽ nên đọc lại xem là nhà Minh xây dựng Tử Cấm Thành từ thời hoàng đế nào và hoàng đế nhà Thanh đầu tiên ở Tử Cấm Thành là ai. Còn tại Việt Nam, Tử Cấm Thành Huế được xây dựng vào thời nhà Nguyễn. Cụ thể, năm 1804, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng kinh thành Huế và Tử Cấm Thành thì nằm ở trung tâm. Quá trình này kéo dài đến tận năm 1833 dưới thời của vua Minh Mạng. Đây là một giai đoạn vừa để hoàn chỉnh, vừa để hoàn thiện các công trình quan trọng. Như vậy là kéo dài gần tận 30 năm, tức là gấp đôi so với thời gian xây dựng Tử Cấm Thành tại Trung Quốc. Một số vật liệu được sử dụng, hoàn thiện và bổ sung cũng được lấy từ việc tháo dỡ thành Hà Nội. Châu bản triều Nguyễn có ghi chép, triều Minh Mạng năm thứ 3, vua lệnh cho sơn lại cung thành màu vàng và đổi tên thành Tử Cấm Thành. Như vậy là trước năm này, trước năm 1822, nơi ở của các vị vua triều Nguyễn chưa có tên gọi là Tử Cấm Thành mà chỉ có tên gọi là Cung Thành mà thôi. Và sau đó thì vua Minh Mạng cũng cho sơn màu sơn giống hệt bên Trung Quốc, đặt tên giống hệt như vậy. Tổng cộng có 13 vị vua của triều Nguyễn từng sinh sống và làm việc tại đây, từ vua Gia Long cho đến vua Bảo Đại. Xét về mặt diện tích, Tử Cấm Thành của Trung Quốc được quy hoạch theo một hình chữ nhật, có chiều dài là 961m và chiều rộng là 753m. Còn Tử Cấm Thành ở Huế cũng là một hình chữ nhật, có chiều dài là 324m và chiều rộng là 290,68m. Chúng ta đã nhìn thấy một sự chênh lệch khá lớn về diện tích. Chưa cần nhân ra thì cũng đã thấy chiều dài của Tử Cấm Thành ở bên Trung Quốc gấp 3 lần Tử Cấm Thành Huế và chiều rộng thì cũng gấp đến 2,5 lần. Số lượng công trình ở Tử Cấm Thành Huế thì cũng ít hơn, với một số công trình chính như là Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ và Thế Miếu. Số phòng ở đây cũng khiêm tốn hơn nhiều so với Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Cùng so sánh cụ thể hơn về quy mô, về kiến trúc và phong cách xây dựng thì Tử Cấm Thành Bắc Kinh có thiết kế cực kỳ hoành tráng, với tường thành cao khoảng 10m, dài 3,4 km bao quanh, cùng với một hào nước rộng khoảng 50m để bảo vệ. Những mái ngói màu vàng của các cung điện đều tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế. Bên trong có các sảnh đường rộng lớn như là Điện Thái Hòa, cao đến 35m. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại. Tổng diện tích mặt sàn của toàn bộ các công trình ở Tử Cấm Thành Bắc Kinh là khoảng 150.000m². Ở Bắc Kinh tương truyền có tổng cộng là 9.999 căn phòng. Và trong thời kỳ hoàng kim của nhà Minh và nhà Thanh, có hàng nghìn người sinh sống làm việc tại đây.
không chỉ có hoàng đế, hoàng gia mà còn có rất nhiều thái giám và cung nữ phục vụ. Tử Cấm Thành cũng là khu vực để tiếp sứ giả nước ngoài, nơi tiến hành các buổi triều yết quan trọng và là nơi tổ chức các lễ hội quốc gia. Các buổi lễ lớn như là lễ đăng quang, lễ mừng thọ hoàng đế đều được tổ chức trong những cung điện rộng lớn. Tử Cấm Thành ở Huế cũng có cấu trúc với tường thành, nhưng mà tường thành chỉ cao gần 4 mét. Về độ cao và độ dày, tường thành ở Huế thấp hơn và nhỏ hơn so với Bắc Kinh. Mái ngói của Tử Cấm Thành Huế sử dụng ngói lưu ly màu vàng và xanh, nó phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Kiến trúc có phần tinh tế và nhẹ nhàng với các công trình như là điện Cần Tránh hay là cung Diên Thọ. Tử Cấm Thành ở Huế thì nhỏ hơn, có ít phòng hơn, chủ yếu là nơi ở của hoàng gia và cũng là nơi tổ chức các nghi lễ. Điện Thái Hòa được sử dụng cho lễ thiết triều nhưng quy mô ít phô trương hơn. Trong Tử Cấm Thành Huế, khu vực như là cung Diên Thọ dành cho Thái Hậu, còn điện Kiến Trung là nơi mà vua nghỉ ngơi. Tổng cộng có khoảng vài trăm người sinh sống và làm việc bên trong, chủ yếu là hoàng gia, cung nữ và thái giám. Vì sao Việt Nam lại không xây dựng những công trình có quy mô lớn? Đầu tiên phải nói về kinh tế và nhân lực. Để xây dựng Tử Cấm Thành Bắc Kinh, người ta phải huy động đến 1 triệu lao động và 100.000 thợ thủ công trong vòng 14 năm. Đó là chưa kể đến hàng loạt tài nguyên như là gỗ, đá và các loại nguyên vật liệu khác. Trung Quốc có một nguồn kinh tế rất mạnh, dù là thời kỳ nào đi chăng nữa. Còn nhà Nguyễn thì lên nắm quyền sau những cuộc chiến tranh kéo dài. Đất nước còn nghèo nàn nên Tử Cấm Thành Huế được xây dựng với quy mô vừa phải, đúng với khả năng tài chính và nguồn lực thời bấy giờ. Vừa đủ để bảo vệ hoàng gia, đủ để ở, đủ để làm việc và không phô trương. Người Việt ta thì thường sống gần gũi với thiên nhiên, yêu thích sự giản đơn, không nhất thiết phải quá hoành tráng. Các công trình như Tử Cấm Thành Huế được xây dựng hài hòa, thích hợp với khí hậu nhiệt đới của Huế. Trong khi đó, Trung Quốc có tư tưởng phong kiến rất mạnh mẽ. Vua thì phải là thiên tử, là con trời, và cái gì liên quan đến vua cũng phải bề thế, hoành tráng, vượt trội để thiên hạ biết là vua là người bá chủ. Thành ra họ xây dựng Tử Cấm Thành rất lớn, mái vàng, tường cao, thể hiện quyền lực và sự uy nghiêm. Thực tế thì điều này có liên quan đến những câu chuyện lịch sử của Việt Nam chúng ta cũng rất là gần gũi thôi. Xây thì xây cho vua, mà người xây thì là dân. Từ xưa, Việt Nam ít ghi nhận những công trình như vậy và nhân dân thường sẽ lập tức nổi lên mỗi khi bị đày đọa. Nhà Nguyễn mới giành được đất nước và họ hiểu được đạo lý này. Trong lịch sử Việt Nam, từng có những công trình tương truyền là rất hoành tráng, nhưng mà một khi nhân dân phản đối thì nó cũng tan thành mây khói. Có lẽ bạn đã từng nghe đến Cửu Trùng Đài. Cửu Trùng Đài là tên gọi mà hậu thế đặt cho một công trình kiến trúc được xây dựng bên bờ Hồ Tây vào quãng thời gian đầu thế kỷ thứ 16 dưới triều của vua Lê Tương Dực. Vua Lê Tương Dực là một vị vua ác. Cửu Trùng Đài theo nghĩa đen có nghĩa là đài 9 tầng, là một công trình nguy nga, tráng lệ. 9 tầng ở đây không chỉ là 9 tầng của đài mà mang ý nghĩa sâu xa là cao đến 9 tầng trời, cao đến 9 tầng mây. Lê Tương Dực còn ra lệnh trước điện Cửu Trùng Đài phải đào hồ thông thiên với sông Tô Lịch để dẫn nước vào. Hồ đấy phải quanh co khúc khuỷu, lúc mở cửa ống có thể chở thuyền nhẹ ra để vua và cung nữ du ngoạn. Việc xây dựng đài khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Cửu Trùng Đài gắn liền với một tác giả, đó là Vũ Như Tô. Và đây được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự lật đổ và cái chết của Lê Tương Dực. Do việc xây dựng cung điện làm nhân dân lao dịch cực khổ, dân chúng bất mãn, tạo mầm mống để loạn thần Trịnh Duy Sản gây binh biến. Công trình này sau đó đã bị thiêu rụi khi vẫn còn đang trong xây dựng dở dang. Sau này được dựng thành một vở kịch. Vũ Như Tô là một vở kịch năm hồi nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, viết vào năm 1941. Như vậy có thể thấy, ở Việt Nam từ xưa, cứ xây dựng xa hoa là có thể dẫn đến nguy cơ mất ngôi. Và chẳng nói đâu xa, chính thời nhà Nguyễn sau này cũng có một cuộc khởi nghĩa nông dân, đó là khởi nghĩa Chài Vôi. Khởi nghĩa Chài Vôi là một cuộc nổi dậy trong lịch sử Việt Nam và nó diễn ra vào giữa thế kỷ 19 dưới triều của vua Tự Đức của nhà Nguyễn. Vua Tự Đức cũng là người phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế do chiến tranh với Pháp và thiên tai liên tục. Để xây dựng những công trình hoành tráng như là lăng Tự Đức, triều đình đã buộc dân phu phải làm việc cực khổ, khiến họ trở nên căm phẫn và khổ sở. Lăng Tự Đức còn gọi là Khiêm Lăng, mà ai đã từng đến Khiêm Lăng thì thấy rằng so với các công trình bên Trung Quốc đương thời hay chỉ đơn giản như chính ở nước ta bây giờ thì nó cũng khiêm tốn thật. Nhưng người Việt Nam đúng là không có thói quen xây dựng những công trình xa hoa như vậy, và người dân Việt Nam cũng không phải là những người dễ bị bắt nạt, dễ bị đàn áp. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.